một cái không gian buổi sáng ngày cuối tuần và cũng như là những ngày tháng giáp Tết. Bây giờ thì mời tiếp tục mời ông bà cô dì chú bác đi khám phá chợ phiên nhé. Đây là chùm bóng, cái này câu dẫn trẻ con nào. Wow. Ở bên đây là người ta bán rất là nhiều mía nhỉ. Wow. Mía người ta róc ra ấy. Rất là nhiều các bạn kia kìa. Cực kỳ là nhiều mía. Chúng ta vẫn đang đứng ở ngoài đường các bạn. Xe cộ khá là đông bởi vì là người đi bán hàng, người ta chở đồ rất là nhiều. Bên kia là những cái người ta đang bày bán các mặt hàng thổ cẩm các bạn. Quần áo đồng bào, quần áo người Mông. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người xuống chợ trước nhé. Để xem chợ, cái khu vực mà bà con bán đồ rừng ấy, xem là có các mặt hàng gì nổi trội không. Đấy, ở đây thì mình chưa thấy lối vào. À đây, đây có một cái lối vào đây. Wow. Ngày nay thì buổi sáng có mưa phùn nên bà con che những cái bạt để che mưa, che ướt các bạn. Một cái khung cảnh buổi sáng. Tí nữa thì rất là đông các bạn. Hay bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ trước nhé. Tranh thủ mua đồ đã. Hôm nay mình phải mua ba kích các bạn. Ba kích tím. Bạn gọi là ba kích đỏ lại, chuẩn là ba kích đỏ. Không tí là hết mất các bạn. Người ta chọn mất. Ok, đúng rồi. Đấy, ba kích này. Xem đống nào ngon nhất nào các bạn. Chị này mua rất là nhiều, một túi to luôn. Đấy. Nhanh không hết đúng không? Mùa này là tím, cuối năm là tím nhỉ? Đúng rồi. Mùa này là tím hơn. Đây là ba. Chính nghe người ta phải gọi là ba kích đỏ nhỉ? Ba kích tím. Hả? Màu đỏ mà. Hai lá đỏ. Cái này thì là có hai tên nhé cả nhà nhé. Một là tên Viễn Chí, Dễ Viễn Chí. Hai là người ta gọi là ba kích tím rừng Tây Bắc ấy. Chứ không phải là ba kích Quảng Ninh đâu các bạn. Đây chuẩn ở trên này anh nhỉ? Đúng rồi. Chuẩn trên này luôn. Chị này đang chọn. Rất là nhiều, ở đây rất là nhiều bao người ta đang chọn. Bên này cũng có đấy. Đây. Đây. Những cái củ rất là to. Đây đây. Cái này cũng của anh à? Cái này nhạt hơn à? Nếu chọn là chúng ta phải chọn cái đỏ ngau cái này. Đấy. Đỏ ngau cái này mới tốt này các bạn. Bên kia cũng có này. Đây. Rất là nhiều. Đấy, các bạn thích mua đống nào thì mua. Wow. Chị này mua mấy cân đấy? Nhiều đấy. Yến à? Hai yến à? Hai yến. Chị mua rất là nhiều. Mua hai yến cho khách này các bạn. Anh cho em cái túi để em bốc. Lấy cái này. Hả? Lấy cho khách không? Cùng nhà. Của anh à? Hay là của bạn này? Của mình mỗi bao này. À, mỗi bao này đây à? À. Đây của bạn đây đây. Hả? À, đây. Đây. Tím đây. Đấy, các bác mua về ngâm rượu thì cứ alo nhé. Cái này thì hỗ trợ chữa bệnh sinh lý này. Một người khỏe cả xóm, cả thôn, cả xã vui. Để trêu các bạn tí thôi. Đấy, khu vực này rất là nhiều nhá. Mình vừa lấy xong và bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tục quay chia sẻ cho ông bà. Đấy, anh này thì vừa đến chắc là đang dọn hàng sắp xong. Đây là những củ ấu tẩu này. Gấu tàu. Cái loại này to nhỉ? Hay là bình? Bình nhỉ, trung bình. Có củ to, củ nhỏ các bạn. Cái này nó mọc mầm này các bạn. Gấu tàu.
để linh hầm để bồi hồi sức khỏe, hoặc là ngâm rượu để làm thuốc bóp các bạn. Ở đây thì anh cũng bán cả những chai ong khoái này. Đây là khoái chuẩn nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn con này, nó dài hơn ong mật này và nó dài hơn, nó to hơn. Đấy. Các bạn phải phân biệt được ong khoái hay ong mật cơ. Đây này, đây con mật nó dài này các bạn này. Đấy. Đấy, các bạn phải phân biệt được, không để mua nhầm hàng ong đá, ong rừng thì toang. Đây này. Đấy. Chai mật ong rất là chất lượng. Ở trên kênh của Hải thì vẫn đang giao mật ong khoái. Hải chỉ lấy một loại duy nhất thôi. Đó là mật ong khoái và Hải đang giao với giá là 450k một lít. Đấy, bao ship luôn. Đấy, ngay ngoài đây thì bà con dọn đồ rất là nhiều. Ôi, khu vực này các bạn thấy một màu đất các bạn. Màu đất ở đây là những cái màu mà củ tam thất nó trồng ở dưới đất nên nó có màu đất các bạn. Đấy, hôm nay mình sẽ đi tìm cái củ to nhất để quay chia sẻ cho mọi người xem. Thứ nhất là về tam thất tươi đi, xem cái này. Ồ, cái này to mà nhỉ. Wow. Cũng bình thường thôi, 7-8 củ. À 7-8 củ à? Vâng. Nhưng mà nó cũng to rồi các bạn. Củ này chắc chắn là củ đực rồi các bạn. Wow. Đấy, tam thất tươi thì rất là bổ rồi. Các bạn có thể dùng để ngâm mật ong này. Đấy, ngâm rượu được nhỉ. Hoặc là linh hầm để ăn. Hoặc là khô thì các bạn tán thành bột ngâm mật ong. Đấy, có rất là nhiều cách sử dụng các bạn. Và cái này thì chữa hỗ trợ bệnh ung thư này, nhanh lành vết thương này, u biếu này, bồi bổ sức khỏe này, suy nhược cơ thể này. Đấy, cái này chúng ta linh hầm với xương với cháo để ăn cho nó bồi bổ sức khỏe các bạn. Gọi là phục hồi sức khỏe. Đây, nói chung là tam thất thì rất là tốt. Người ta ví tam thất như một cái thần dược. Đây là loại củ cũng to rồi, 7-8 củ một cân. Loại củ to nhất thì 5-6 củ một cân. Ở bên này là người ta bán nhiều lắm các bạn ơi, rất là nhiều. Ui, bạn ấy cầm củ to nhỉ. Đây. Wow. Đây các bạn nhìn này. Đấy, củ rất là to. Cái này là cây kia là trồng ở đất đỏ nha, màu nó khác các bạn. Cái này trồng ở đất khác, đất nó kiểu nó nhạt hơn, màu nó khác. Cái này chắc là 5 củ một cân em nhỉ? 5-6 củ một cân. Cái này tươi này các bạn này. Người ta vừa đi, có vẻ như là người ta mới đào này. Các bạn nhìn cái mầm của nó chưa? Nó còn tươi. Bạn đang sắp cho nó đẹp ấy, để cho khách mua. Nhiều lắm các bạn, tam thất rất là nhiều. Mình thì giao cả tươi và khô nhé. Các bác nào lấy tươi khô thì cứ inbox. Đây này, ngoài những củ tam thất tươi và ngoài ra thì người ta bán cả lũ hoa tam thất. Đây, lũ hoa tam thất này các bạn này. Một màu xanh. Đấy. Đấy, cho cả nhà xem. Đấy, tam thất lũ hoa tam thất. Cái này là chưa phải hạng A đâu nhá các bạn nhá. Đây này, hạng A này. Đây. Cái này đẹp chưa? Đẹp nhất chưa? Đây, cái này nó còn như kiểu bao tử ấy các bạn, nó chưa lở hết ra này. Nó chưa xòe ra ấy. Đấy. Cái loại này là người ta bán là trên 1 triệu nhá. 1 triệu 3 các bạn, giá bán lẻ tại chợ luôn. Đấy, nó phải tươi và xanh như thế này. Khô. Nói chung là tiền nào của đấy các bạn. Ví dụ như là bên này này. Bên này thì nó lở to rồi thì nó rẻ hơn. Đấy, mà màu của nó không được đẹp đúng không? Thì người ta bảo là tiền nào của đấy mà. Cái màu này nó không được xanh nha các bạn này. Đây là tam thất đây. Đấy, tam thất khô. Wow, tam thất khô. Ôi, những củ đực này. Đấy. Đây là những củ tam thất đực. Mình này thích chọn những củ này vì nó nhiều thịt. Đây, nó một cái bầu thịt. Còn đây là củ to này. Cái củ này nó nhiều nhánh các bạn. Mặc dù nó to nhưng mà nó nhiều nhánh. Đấy, các bác lấy loại nào thì cứ inbox Hải, Hải sẽ báo giá. Đây này. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Nhìn thấy chưa? Nó nhiều thịt chưa? Wow, thích nhỉ? Rất là thích các bạn. Đấy, khu vực người ta bán tam thất tươi. Ôi, bên kia có một
Bà bày bán nhiều củ chưa kìa? Những cái củ con này củ gì nhỉ? Củ cải các bác. Ủa ôi, củ cải to thế. Mình sẽ sang bên đấy để quay chia sẻ cho mọi người nhé. Củ cải rất là to. Đây củ cải bà con trồng được chứ không phải là người ta nhập mang đi bán đâu. Rồi. Ồ, cái này là cô bán cái lá thang cố ấy. Lá thang cố, cây thang cố. Đây này các bạn này. Ồ, đây ớt này các bạn này. Mình xem ớt trước á. À, ớt này chưa phải ớt chỉ thiên các bạn. Nó phải nhỏ tí nữa là cay. Dạ. Cái này ớt thóc à? Nhưng mà cay nhất chưa? Cay nhất rồi á. Nhưng mà quả nó vẫn to đấy. Đấy là gọi ớt thóc, không phải là ớt gió. Ớt gió bé nhỉ. Đây là ớt thóc. Có một loại ớt gió nhưng mà nó bé nữa cơ các bạn. Ớt gió thì cái này bán 200.000 này, cái kia phải tầm 300.000. Vâng. Rồi, ớt à. Bà kia đang té lạc này. Đấy, những hạt lạc rất là đều nhé các bạn nhé. Lạc đỏ đấy. Đến hiện tại bây giờ là giá ở trên chợ là 80.000 một cân rồi. Lạc đỏ. À. À đây không phải hạt rẻ rừng. Mình cứ tưởng là hạt rẻ rừng, không phải các bạn. Ôi, củ cải này. Củ cải nhìn đã đời chưa? To ơi là to. Cái củ này nó phải rơi vào tầm. Úi dồi ôi. Các bạn nhìn thấy củ cải nhìn thích nha. Đây. Lo to phải chắc phải tầm 4 cân rưỡi các bạn. To thật đấy. Nhìn hay nhỉ. Củ cải khổng lồ các bạn. Không biết là cô trồng gì kiểu gì mà được củ cải này. Sợ thật. Đây này. To thật đấy. Không còn từ thì to nhỉ cô nhỉ. Đấy. Quá to luôn. Cái loại này thì bao nhiêu tiền một cân cô? 5.000 á? Ờ. Cũng rẻ nhỉ. Đấy. À, rất là to các bạn, nhìn nhìn ấn tượng các bạn, nhìn vào quả đấy là mình ấn tượng ngay. Ở đây là cô bán cả bột ớt này các bạn, cái này là người ta bán 20.000 một bát nhé. Cái này là người ta xay từ cái này ra này, cái này là ớt treo gác bếp các bạn. Ở đây là có bầu hóng này, cả nhà nhìn thấy không? Đấy, bầu hóng này, đấy. Cái đây là những cái khói bếp là nó bám vào đấy, gọi là bầu hóng. Cái bát kia thì người ta bán 20. Còn cái dây ớt này người ta thường là người ta bán 5-60.000 một dây các bạn. Nếu mà dây to thì 80.000. Nó tùy vào cái dây to hay dây nhỏ thì là người ta bán giá tiền nó lệch nhau một tí. Ngày hôm nay thì chợ phiên cực đông các bạn. Buổi sáng ra mà rất là nhiều các mặt hàng đã được bày bán ở trên chợ phiên. Ngày hôm nay thì mình sẽ lần lượt đi quay chia sẻ cho ông bà nhé. Ở đây này các bạn ơi. Ây à. Ở đây thì mình phát hiện ra có một con sóc các bạn. Đây, một con sóc. Con này to nhỉ. Đấy, con này rất là nặng các bạn. Và thường thường ngày trước thì nó rẻ, người ta bán là 100.000 con, nhưng mà giờ chắc là gần Tết người ta bán 150.000. 150.000 một con. Wow. Sóc là người ta bẫy ở trên rừng đấy các bạn. Vì con sóc này nó ăn ngô, ăn bí, nó phá hoại mùa màng. Nên người ta bắt đánh bẫy về. Đấy, đánh bẫy về các bạn. Đây, khu vực người ta chọn sâm đô quy. Ui, thơm nhỉ. Mình đứng ở ngay đây đã ngửi thấy mùi rất là thơm rồi. Đấy là sâm đô quy các bạn. Ui, bên kia kìa, bên kia toàn những cái củ to. Bây giờ thì mình sẽ sang bên đấy để quay chia sẻ cho mọi người nhé. Xem củ sâm đương quy ngày hôm nay to như thế nào. Đây này các bạn này. Wow. Khách người ta đi mua rất là nhiều. Wow. Đấy. Xin giới thiệu với cả nhà đây là sâm đương quy. Đấy. Một cái cây, cái này nó rơi tầm 3 lạng rưỡi, 4 lạng. Cái này là vẫn chưa phải to nhất nhưng mà dễ khá là đẹp. Cái hình dạng của nó thì khá là thu hút. Cái này để ngâm rượu hoặc là cho vào nồi lẩu gà. Đấy. Cho vào các nồi lẩu các bạn. Nó cực kỳ là thơm, bồi bổ sức khỏe.
Cái này ngâm rượu, cái to này ngâm rượu đẹp này các bạn. Đấy, khách du lịch người ta mua kìa. Đấy, người ta mua hàng túi. Đấy, các bác nào mua thì cứ inbox. À, bây giờ thì cũng thời gian về cuối năm rồi nên chợ khá là đông các bạn. Đấy, khu vực này thì vẫn như thường lệ là thấy là người ta bán sâm cắt cánh ấy. Sâm cắt cánh hay người ta gọi là sâm cánh tiên, và cái này là chủ yếu là chữa bệnh ho. Đấy, các bạn có thể là mua để phơi khô đun nước uống hoặc là ngâm rượu các bạn. Một màu trắng rất là đẹp. Đây, bà con bày bán ở đây rất là nhiều. Đây này, bên kia cũng có này, bên này cũng có này, cực kỳ là nhiều các bạn. Ở trên này là cái này là nhà nước cung cấp giống cho bà con trồng. Đấy, chúng ta lại tiếp tục hành trình trên chợ phiên nhé các bạn nhé. Đấy, ôi, ở đây là chị này bán nhiều chưa này. Đấy, hai cái túi sâm cất cánh này. Ôi, hôm nay chị này có bó sâm cau to nhỉ. Đây này. Đấy, sâm cau này cả nhà ơi. Sâm cau ngâm rượu. Đấy, các bác nào ngâm rượu thì cứ liên hệ nhé. Số điện thoại Hải để ghi màn hình ấy. Đấy, các bác cần lấy thì cứ inbox qua số Zalo 037 0379 420 217. Cái này thì ngâm rượu này hoặc là phơi khô đun nước uống này để hỗ trợ chữa bệnh sinh lý này các bạn này. Và nhìn bó to đẹp nhỉ, hấp dẫn chưa. Đây này. Đấy. Nói chung là tùy từng hôm các bạn. Có hôm bà con đào được cái rễ nó to thì bán nó to, có hôm nó không đào được thì hoặc là đào rễ nhỏ thì có rễ nhỏ. Cái này tùy theo phiên chợ các bạn. Mình cũng không dám hứa trước là củ to nhất cho các bạn được. Có nghĩa là mình lấy cái củ mà nó to nhất hôm chợ hôm đấy cho các bạn là ok. Còn hứa là to thì phải chọn cái tùy từng hôm, có hôm củ to củ nhỏ. Đây gọi là rễ sâm cau đỏ. Rễ nhỉ? Đấy, không phải. Đây này các bạn này. Wow. Ở đây là người ta bán cả khúc bổ máu này. Đấy, trên chợ người ta bán rất là nhiều. Ngoài ra đây là tươi nhé các bạn nhé. Còn đây là khô này. Đấy, các bạn muốn mua loại khô thì cứ inbox. Đấy, mua khô thì về đỡ phải phơi. Mưa tươi về thì các bạn phải thái lát ra, phơi khô. Wow. Ở đây thì bác ấy bán củ mai các bạn. Củ mai trắng. Mai trắng. Chợ phiên rất là nhiều. Đây, xôi. Ở đây là người ta bán cả bánh chưng này. Ngày hôm nay thì là mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người. Ồ, ở đây là cô có cây gì đây? Cây này cây gì mình không biết luôn. Cây này chim bầu ạ. Cây gì đấy bạn? Ngọc Linh nhá. Hiểu sâm Ngọc Linh nhá, không phải chứ? Sâm Ngọc Linh nhá. Sâm Ngọc Linh. Mình cũng chưa biết cây này. Chị bảo là sâm Ngọc Linh. Ví dụ mà cái củ này bao nhiêu tiền? Ở đây 100. À 100.000 này. Cái này thì em chưa biết cây này bao giờ. Chị bảo là Ngọc Linh các bạn. Nhưng mà mình chưa biết. Thôi để mình tìm hiểu thêm. Mình ở đây là người ta bán cả bó sâm sâm xuyên đá này các bạn này. Nhiều nhờ đây này. Những cái sâm xuyên đá này nó rất là rẻ nhé cả nhà nhé. Cả nhà mua thì có thể là lên chợ phiên trực tiếp để mua hoặc là lấy qua kênh. Đây là mú tần. Đây. Rễ mú tần. Đây là cây người ta gọi là cây tầm gửi trên kênh nghiến các bạn. Cái khúc này nó rất là nhiều. Đây là tươi nhé các bạn nhé. Đây là tươi. Nếu mà mua thì người ta sẽ chặt ra. Còn đây là tắc kè đỏ này. Đấy. Tắc kè xanh này. Hai cái này đều ngâm rượu và chữa bệnh xương khớp các bạn. Đây tắc kè xanh. Tắc kè xanh. Rồi, bây giờ thì tiếp tục đi chợ phiên các bạn. Rồi, ở đây là người ta bán gì đây? Ôi, củ cải này, củ cải màu đẹp nhỉ. Màu trắng xen lẫn màu đỏ, rất là đẹp các bạn.
Ôi bên này người đang bán nhiều này, củ cải đỏ, củ mai. Ở đây này có một cái con sóc à? À đâu không phải. Con này gọi con gì nhỉ? Con cầy. À con cầy các bạn. Đây con cầy. Đấy. Cầy này bao nhiêu tiền chị? 300. Yeah. Cái mõm của nó, cái đặc điểm của con này là mõm của nó rất là dài như kiểu mõm lợn đấy các bạn ạ. Đấy. Móng chân này. Con gì đấy? Con cầy vậy. Cầy cầy hôi à nhỉ? Cầy hương. Cầy hương à? Rồi cầy hương. Cái mõm của nó dài nhỉ cô nhỉ? Ừ, cái mõm. Có để luôn để ăn thịt hay để cái mõm ấy. Chịu. Đấy, cụ. Nói chung là con cầy các bạn. Có phải cụ này là củ dền không hả bác? Củ dền hay là củ cải? Đây à, đây à cô. Đây. À củ cải này chứ đỏ. Chứ không phải củ dền à? Vâng. Củ cải đỏ. Đấy. Chợ bán nhiều. Đây này, các bạn này, một màu đỏ luôn. Những củ cải đỏ. Đây là măng này. Măng này là măng mùa này nó ngọt các bạn. Nó chưa mưa ấy. Có nghĩa là nó vẫn nằm ở dưới đất ấy thì nó sẽ không đắng các bạn. Nhưng mà qua đến mùa mưa nó mọc trồi lên thì nó sẽ đắng. Và hiện tại bây giờ là người ta gọi là măng ngọt. Ôi, bà này nhặt ớt rồi. Ôi, ớt để bao tiền cân em? 200.000 một cân. Wow. Ớt cay bạn. Ớt thóc. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi. À bên này là người ta bán cái gì đây? Ôi, ở đây là bán cái củ mài tím các bạn này. Ôi, củ mài tím. Đấy. Bán ra rất là nhiều đây. Mang. Đây cũng củ mài tím này các bạn này. Đấy, củ mài tím nhiều nhỉ. Mùa này bà con trồng đào rất là nhiều. Kiểu cuối năm đấy, bà con thu hoạch để mang đi chợ bán kiếm thêm thu nhập các bạn. Đấy, bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi nhé các bạn nhé. Tí mua hạt rồi. Hạt rồi đến đây. Đấy. Chợ đầy đủ các mặt hàng ạ. Ở bên này là ôi sâm cau này. Ở đây là củ. Đây là củ khúc khắc này các bạn ơi. Chị ơi, cái này là khúc khắc à? Đây là khúc khắc khô này các bạn này. Đấy. Khúc khắc khô. Còn đây là khúc khắc tươi. Đây là gừng. Còn đây là chị đang bán những bó sâm cau đỏ các bạn. Sâm cau đỏ mình giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Để ngâm rượu này. Để chữa bệnh. Hỗ trợ chữa bệnh sinh lý các bạn. Ở khu vực này bà con bán rất là nhiều đồ nhé các bạn nhé. Đấy, ngoài những cái mớ rau lon mơn mẩn ra, một màu xanh, đấy, hoa màu vàng. Đây là những cái rau cải các bạn, rau cải ngồng, rồi đủ các loại luôn. Và đây thì có cả su su này các bạn này. Đấy, quả su su ở trên mình trồng được rất là nhiều vì ở trên này nó rét đấy các bạn, nên trồng được rất là nhiều, đặc biệt ở trên Sapa các bạn. Và ngay đây thì là mình thấy là người ta bán cả cây thất diệp này. Chúng ta đi xem là ngày hôm nay có cây thất diệp nào đẹp không nhé. Ở đây thì người ta bó rồi nên rất là khó nhìn. Đây, cây thất diệp hay gọi là tam thất rừng đấy các bạn. Còn ở đây thì sâm cau đỏ. Đấy, các bác nào lấy sâm cau đỏ thì cứ inbox. Cái này chắc là đang bó lại. Bó lại cho chặt các bạn. Sâm cau đỏ như cả nhà. Còn đây là cây thất diệp. Hình như đây có củ này các bạn này. Ở đây là mình thấy có củ này. Đây. Những cái củ cái mầm này các bạn nhá. Đây. Đấy. Củ này bé thôi. Hôm nọ mình lấy cho khách cái củ nó to, nó khoảng 3 cân ấy. Mà củ này chắc là tầm
300-400 hoặc là bé thôi các bạn. Nó rơi vào tầm mấy năm thôi. Chắc phải 7-8 năm đấy bác nhỉ? Không biết này. Ở đây là bác bán cả lan này các bạn này. Lan. Ở trên kia thì người ta đang biểu diễn văn nghệ các bạn. Không biết. Ở đây thì mình phát hiện ra rất là nhiều cây cây thất diệp các bạn, hay là tam thất rừng đấy. Và có cả quả dứa rừng nữa này. Đấy, dứa rừng các bạn. Đây là những cái dứa rừng người ta kiếm được mang đi trên rừng đấy, mang đi chợ bán các bạn. Đấy, cái này chữa bệnh sỏi thận rất là tốt nhá. Ngâm rượu hoặc là phơi khô đun nước uống. Ở đây thì có mấy quả to liền. Còn bên này thì mình thấy là người ta bán thất diệp này các bạn này. Hoa. Wow. Ở đây là hoa này các bạn này. Đấy. Hoa thất diệp, cái hoa này nó chưa già. Ở đây có cái quả nó già này. Đấy, nó có đỏ đỏ này, nó lở hạt ra rồi các bạn. Đấy, rất là nhiều thất diệp. Các bạn nào muốn chơi thất diệp thì cứ inbox Hải nhá. Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn. Cái này thì dùng để ngâm rượu. Đây. Ví dụ như một củ như này này các bạn này, nó rơi vào tầm rất là nhiều năm rồi. Tầm 20-30 năm các bạn. Đây, nó có mầm này. Đấy. Đây này, lá dong Tết rồi các bạn ạ. Sắp sửa Tết rồi. Có những hình ảnh lá dong ở đây. Không khí Tết cũng sắp đến rồi các bạn. Chỉ còn một số ngày thôi là đến. Ôi, ở đây là người ta bán nhiều bắp cải chưa này. Đây là những cái chùm gì nhỉ? Đây là những chùm mắc khén này. Đấy. Wow, khu vực này rất là nhiều đồ nha các bạn nhé. Đây là những cái củ mài này. Đấy, mài người ta trồng đấy, hoặc là lên rừng người ta kiếm được và mang ra chợ bán các bạn. Ôi, măng này. Đây là nấm ngọc cẩu tím đấy. Ngọc cẩu nhưng mà màu nó tím đấy. Ôi, đây là măng này. Măng thường thường là 30.000, bây giờ thì 25.000 rồi. Bây giờ nó mới bắt đầu vào mùa đấy các bạn. Ôi, cây thất diệp à. Ui, củ to nhỉ. Đấy, cái củ này chắc là phải tầm 2 cân nhỉ, 2 cân rưỡi mất. Củ này bao nhiêu tiền ạ? 2 triệu. 250 à? 2 triệu. 2 triệu. Ồ. Củ khoai mà. Nó giống như củ khoai nhỉ. Dễ này các bạn này. À, đây là thất diệp nha các bạn nhá. Tầm thất rừng. 2 triệu. À. Đấy, cái củ này là 1.1 triệu này. Cái dễ nó nhở dễ khoai mà, các củ khoai các bạn. Củ này người ta báo 2 triệu này. Nhưng tam thất thì nói chung là nó đắt các bạn. Tam thất gọi là thất diệp, tam thất rừng ấy thì nó đắt. Mình trêu bạn ấy, trêu cô ấy bảo là 250 là trêu cô ấy thôi, nhưng mà cái đợt cái viên trước mình cũng chốt cho một người là 2.8 triệu đấy, một cái củ 3.5 cân. Nhưng mà về cân thì nó hao đi một tí các bạn. Chắc là lúc đấy mình rũ đất đi chẳng hạn, mình không để ý. Nó hao đi một tí. Vì lúc đấy là có đất ướt và củ nó người ta tưới nước vào cho nó khô ấy. Rồi chúng ta sẽ đi. À đây đây, cô này bán gì đây? Cái này bao nhiêu tiền một cân cô ơi? Hạt rẻ. Wow. Hạt rẻ nhỏ các bạn. Cái này 100.000. Cái này toang rồi. Để mình gọi cho cô kia lại xem nào các bạn. Wow, ở đây là người ta có ốc này các bạn này. Đây là ốc ruộng nhá các bạn nhá. Người ta bắt ở ruộng đấy. Ở trên vùng cao thì ốc nó hay sống ở ruộng các bạn. Hoặc là bà con thả ở ruộng đấy. Rất là nhiều các bạn. Nhìn nó rất là béo. Nhiều thịt các bạn. Nhìn con ốc là biết là nhiều thịt rồi đấy. Những loại này bình thường thì người ta bán là 6-70.000 một cân các bạn. Đây, hai rổ, hai chậu liền các bạn này. Wow, nhiều thế nhỉ. Hai chậu liền.
khu vực này người ta bán rất là nhiều đồ các bạn. Wow, lâu lắm rồi mình mới thấy là đẳng sâm này các bạn này. Những cái củ đẳng sâm. Cái này để phơi khô nước uống hoặc là ngâm rượu nha các bạn nhé. Lâu lắm này mình mới gặp này. Đấy, các bạn nào thích đẳng sâm để ngâm rượu thì cứ inbox nhé. Hoặc là phơi khô để đun nước uống thì cứ inbox Hải. Đẳng sâm đây. Ở đây một túi này chắc là phải rơi vào tầm 5 cân các bạn. Một túi to. Ở trên chợ này hôm nay thì rất là nhiều các mặt hàng từ rừng núi các bạn. Ở đây là cô có cái gì đây? Đây là củ riềng các bạn. Đây là củ riềng để người ta gọi là riềng mẻ mắm tôm. Đấy, thịt chó các bạn. Đây là cô ấy đang mua sâm nước quy. Cô mua về trồng hả cô? Mua về trồng. À, củ này chắc là được vài tháng rồi nhỉ? Chẳng biết là bao nhiêu lâu đấy. Đây là cây sâm nước quy nhỏ nha các bạn nhé. Đấy, cô định mua về trồng ấy. Cái này lúc trồng người ta trồng bằng hạt hay trồng bằng gì nhỉ cô nhỉ? Trồng cây đi gì? Không, lúc đầu người ta quải, nó cái gì bằng hạt à? Nó bằng hạt đấy. Cây mình trồng được không? Nhỏ này trồng được mà. Nó có mầm này con này, cháu nhìn đi mầm. Đấy. Bảo củ nó to tầm gần 1 cân hơn cân củ. Sâm nước quy nhỏ các bạn, cô ấy mua về trồng. Trồng trải nghiệm xem nó như thế nào. Và nếu mà được thì sau này lên mua tiếp. Cứ đến phiên cuối tuần bà con đi chợ đông, khách du lịch cũng đông các bạn. Wow, khu vực bà con bán những cái bó hương truyền thống này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn chưa, đây là những bó hương bà con tự làm gọi là truyền thống ấy. Đấy, chổi này. Đấy, kia là chổi người Mông, mình cũng lấy rất là nhiều chổi cho một số khách này các bạn. Đây này, cô này có đây là khoai lang các bạn. Khoai lang đỏ nhưng mà màu nó hơi nhạt nhạt. Khoai lang đỏ. Đây là hương này. Đây là những bó hương bà con tự làm. Ở khu vực này đa số là những cái đồ bà con gọi là đồ truyền thống ấy. Bà con tự làm này. Thứ nhất là những cái bó hương này là bà con cũng tự làm này. Những cái chổi này. Đấy, chổi người ta làm mang đi bán đấy. Còn bên kia thì những cái gùi bằng tre người ta đan, người ta lấy những nguyên liệu từ ở trên rừng lấy về người ta đan các bạn. Còn đây là những cái chõ đồ xôi. Mua hết à, bạn này mua hết à? Đây. Đây là những cái chõ đồ xôi. Mình không bán đồ này đâu, mình quay chơi thôi. Mỗi cái chó này là người bán được à? Người ta ký hiệu là mấy cân đấy, 5 cân rưỡi. Đấy. Thế bạn mua về cho khách à? Vâng. Cái gỗ này nó nhẹ nhé các bạn nhé. Không phải, cân là 400, cân là 260. Cái gỗ này chuyên để làm cái chó đồ xô này, vì cái này nó nhẹ nó hợp này các bạn này. 700 anh bán không? Tất ba cái luôn. Lấy cả cái này luôn. 700 này hả? Ồ, 700. Thế bao nhiêu? 700 hết. Bớt đây cho bạn ấy còn đi bán lại lấy cho khách cơ mà. Bớt đây lấy mà. Có phải là bạn ấy dùng đâu? Không, cứ để đấy, không ai mua đâu mà. Cứ để đấy thêm.
Đấy. Ở bên này là những cái gùi truyền thống này các bạn này. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người xuống khu vực dưới này để bây giờ mới có 8 rưỡi 9 rưỡi đi. Wow, những cái chổi này. Đây. Những cái chổi người Mông. Wow, khu vực này người ta bán khá là nhiều những cái đồ truyền thống ạ. Đấy, khu vực này là chuyên bán hương đúng không? Vâng. Mấy chổi này rất là nhiều. Ở đây thì mình thấy ông bán một cái món đồ rất là đặc biệt các bạn. Đây là hình như là những cái con quay các bạn. Đấy, con quay. Cái này trong những lễ hội này hoặc là qua Tết người thì các thanh niên trai tráng người ta hay chơi này các bạn này. Đây là cái gì vậy? Đâu ạ? Cái gụ ấy, cái con quay ấy. Con quay của người Mông. Đấy. Cái này qua Tết thì người ta chơi nhiều các bạn. Đấy. Đây là cái dây này. Đấy, cái dây. Ví dụ một con này khoảng bao nhiêu tiền không? 50.000 một con nha các bạn nhé. Cái gỗ này rất là chắc nhỉ. Vâng. Gỗ rất là cứng các bạn. Đây là con quay của người Mông. Ở dưới mình hay gọi là cái cù ấy. Đấy. Còn bác đây bán cả cái gùi này. Một cái phiên chợ vùng cao rất là đặc biệt ở trên chợ phiên. Bán rất là nhiều các bạn. Bán đủ các thể loại. Từ những con thú rừng những đây này, những cái con đây. À, đây là con cầy. Gầy gọi là cầy hôi hả bác? À, đây này. Đấy. Em nhờ đi. Đây. Mình chụp xin lỗi bức ảnh này. Đây con cầy này các bạn này. Con này bị què chân rồi. Nó chạy mất rồi các bạn. Con cầy. Con này bao nhiêu tiền bác ơi? Nó tiền tiếp bao nhiêu? Đã? Tiền tiếp bao nhiêu? 250 à? 300. Con cầy này bác báo là 300.000 các bạn.